có một vòng hòa âm mà các bài nhạc hiện nay hay áp dụng. Ví dụ như các bài như là bài Trước Khi Em Tồn Tại, Không Có Một, bài Trót Yêu, Vết Mưa hoặc là những bài nhạc khác nữa. Và khi các bạn học đệm hát thì các bạn nên học vòng hợp âm này để khi mà gặp những bài hát như vậy thì có thể áp dụng được nhé. Hợp âm đầu tiên là hợp âm pha mi thứ 7 bát dưới 4. Tiếp theo là hợp âm mi thứ 7 bát dưới 6. Hợp âm rê thứ 7 bát dưới 4. Hợp âm son 7 bát dưới 6. Hợp âm đô mi thứ 7 bát dưới 5. Ngày sương gió cuốn áo ấm giờ em khóc thì cũng chẳng để làm gì, đâu phải do anh chuyện tình mình mà là vì em đã trao ai dòng lệ tràn đi cầu kỳ, những năm tháng phải nhờ anh. Có chút bối rối, chạm tay